Hello là ok, chào mừng tất cả các em fan đã quay lại với kênh của chú chó đi hai chân xu xí sọn và bông bí bỏng nha. Thôi, anh nghe thông báo nè. Hôm nay mấy đứa phải lo ngủ sớm, để chi? Để sáng mai anh dẫn đi học. Ngày mai là thứ hai rồi đó, hiểu chưa? Phải đi học rồi. Đó cả nha, bây giờ là anh Sen sẽ đưa su bông vô ngủ để sáng mai dậy đi học nha cả nhà. Chứ không ngủ là không có sức để đi học đâu. Đó, sáng mai dậy sớm, anh đưa đi học được không? Không bắt tay, được không? Su bắt tay, su đồng ý. Bước vô giường, giường nữa nè, bước vô ngủ. Đúng rồi. Rồi, giường màu đâu, bước vô ngủ. Ok, nằm xuống. Nằm xuống. Rồi, ngủ đi. Nằm ngủ đi. Rồi, ngủ nha. Sáng mai anh dậy, anh kêu đi học. Đó, tập trung 7 giờ. Đó cả nhà, thôi bây giờ anh Sen cũng lên ngủ để sáng mai dậy kêu su bông đi học nha. Lúc này á cả nhà, dường như là em Su với em Bông sợ đi học nên đã bàn với nhau một cái kế hoạch là như sau. Chị Su thức dậy trước, nhảy lên giường. Tiếp theo á là Su gọi Bông dậy để bỏ trốn đó cả nhà, để cúp học đó cả nhà. Cả nhà có thấy không, lúc này á thì em Bông đã nhảy vô trong cái máy giặt để bỏ trốn đó cả nhà. Chắc chắn á là Bông nghĩ rằng ở trong cái máy giặt này sẽ an toàn và không ai có thể tìm thấy Bông, là Bông có thể được nghỉ học buổi đầu tiên đó cả nhà ơi. Đây cả nhà, đây là cái nơi mà em Su trốn để anh Sen không thể phát hiện đó cả nhà. Đây, trốn kỹ ghê luôn á. Nhìn vào chắc chắn là anh Sen không thể nào tìm ra được em Su đâu cả nhà. Còn đây là em Bông, cả nhà thấy chưa, hai chị em chia nhau ra trốn. Ok cả nhà, thì hiện tại là anh Sen đã qua ngày mới rồi. Bây giờ anh Sen vô gọi em Su với em Bông dậy đi học nha cả nhà. Hả Su Bông ơi, dậy đi học. Ủa cả nhà ơi, sao mà giường á là không có ai hết vậy? Chết rồi, vậy là có khi nào á là hai đứa hôm nay tự đi học không ta? Để anh Sen xuống, anh Sen hỏi mẹ thử coi. Mẹ ơi, con hỏi cái, sáng giờ mẹ có thấy em Su Bông xuống đây không? Su Bông ngủ trên giường mà con. Dạ hả? Ủa, trên đây anh đang có việc gì con? Sáng giờ á là con dạy con định đưa em Su với em Bông đi học mà không thấy. Con tưởng là Su Bông xuống đây tự đi học rồi, nên con xuống con hỏi thăm mẹ. Ủa, hôm nay là ngày con Su đi học hả? Dạ hôm nay thứ hai nè mẹ. Cả nhà mẹ mình á cũng không quan tâm Su Bông chút nào đó, cũng không biết là Su Bông có đi học hay không luôn á cả nhà. Không, mẹ tưởng hôm nay là chủ nhật chứ con. Hôm nay thứ hai là con phải cho em đi học. Ok, vậy là chắc chắn. Ok, vậy để anh đi tìm Su Bông. Vậy là cả nhà ơi, anh Sen nghi ngờ rằng Su Bông trốn anh Sen á, sợ đi học á cả nhà. Tại vì vô năm học mới ngày đầu tiên á là thường á là Su Bông rất là sợ luôn. À, bây giờ anh Sen sẽ bắt đầu đi tìm Su Bông nha. Anh Sen nghĩ rằng Su Bông chỉ trốn ở đâu trong nhà anh Sen thôi. Ở đây không có này cả nhà. Cả nhà ơi, anh Sen bắt được. Ai cả nhà? Đây, nghĩ sao cô biết làm sáng cho Sen đi không? Em mai em mới đi rồi. Hôm nay thứ mấy? Hôm nay thứ hai. Thứ hai mà không đi học, thứ hai là ai cũng phải đi học hết. Tại sao Thảm đi học? Mai em cơ. Hả? Mai em mới đi cơ. Em đừng có xạo. Mấy em phàn cái đi học thứ hai không? Bình luận cho anh Sen biết nghe chứ. Tự nhiên chị Thảo kia hôm nay là chị Thảo không đi học, chắc chắn chị Thảo nó xạo luôn. Đúng không? Không. Không hả? Đấy nè, chú học là phải chờ vậy. Bây giờ anh phải đi tìm em Su với em Bông mới được. Thả ra đây. Trời. Sao em Su mà không có trong đây đâu? Trong như vậy thì nó có đâu? Không có. Né đi, để anh đi tìm Su Bông coi. Su Bông nó trốn ở đâu ta? À, đây rồi cả nhà ơi. Thảo ơi, ra coi đây Thảo. Gì vậy anh? Thảo coi em Su nè, em Bông nè. Sao vô được hai vậy á? Em không trốn học đó, em mong hôm nay là đi học. Anh Sen kêu sáng dậy sớm để đi học. Dậy mày chui vô đây để núp để trốn anh Sen. Nghĩ là anh Sen không tìm ra á. Trời ơi, chị mai chị mới đi học, chị quên nhắc Su Bông chứ. Hôm nay Su Bông phải đến, Su Bông lên trường. Thôi đi chị. Chị hôm nay chị đi học, chị cúp học đúng không? Không gì nữa. Cả nhà không có ai là không đi học hết á. Bây giờ nè, Thảo ẩm đi. Bông đây, Su đây. Bây giờ anh phải tìm ra Su nữa mới được.
đó, rồi đưa hai đứa đi học nha. Su nó trốn đâu ta? Su ơi, bình thường á mình gọi Su á là Su nó hay lên tiếng lắm, chỉ cần gọi là ra Su ơi, Su ơi, Su, Su ơi, Su đâu không? Su ơi đi học Su ơi. Su ơi. Su kìa. Su kìa. Đâu? Kìa. Chỗ này đâu? Nói gì nó luôn á. Trời ơi. Cả nhà ơi, cả nhà. Cả nhà coi này cả nhà. Dài thì biểu sao mà anh Sen tìm cho được. Nghĩ sao á, leo lên trên cái bàn học anh Sen. Xong rồi á là lấy cái đèn che lên để ngụy trang. Thảo ơi, em biết lý do tại sao mà em xu em bong trốn ở đây không? Trốn học hả anh? Trốn học là một phần rồi, nhưng mà tại sao em bong á, em xu lại trốn một cái nơi mà dễ tìm như thế này? Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Ồ ghê, đúng rồi cả nhà. Thì đây nè cả nhà, Su rất là thông minh luôn. Su nghĩ rằng á, để nếu mà Su trốn những cái chỗ mà trong đây nè, đó anh Sen dở, anh Sen tìm sẽ thấy. Nên Su trốn ở ngoài luôn, Su không trốn ở trong. Để chi? Để giống kiểu là mình nhìn, mình nghĩ chỗ đây không có là mình lơ qua á. Đó, chua chèm. Nhưng mà bây giờ á, làm sao mà liêm được vậy? Thì nhảy lên. Sao nhảy lên được? Thì em đâu có biết. Sao bây giờ liêm là sao liêm được? Liêm xuống đây cho tôi coi. Làm đi. Liêm xuống. Bước xuống. Bước xuống. Ừ, leo được, leo xuống được. Bước xuống. Ồ, dạ là đúng rồi cả nhà ơi. Là như thế này nè cả nhà. Em Su á, là ở đứa cái dây nè. Đó, em Su lấy đây, em Su nhúng một cái, em Su nhảy lên đây. Xong rồi, em Su bước đây ngồi. Su, bước lên. Chui vô. Bước lên. Chui vô. Xong rồi, em Su nhảy nè, em Su chui vô nè. Đó, em Su nhảy lên đây, em Su chui vô nè. Đó. Đó, Su ngồi đó. Đỉnh, rất là đỉnh luôn. Số 1, rồi hơi xuống. Số này. Đó, bỏ xuống đây, bỏ xuống đây. Chỗ này hỏi lý do coi. Dạ anh hỏi lý do nè. Tại sao á, Su với Bông lại không chịu đi học ngày hôm nay? Hôm nay là ngày đầu tiên đi học mà tại sao không chịu đi? Su nói là Su sợ gặp, Su sợ cả nhà. Su nói ngày đầu tiên Su đi học Su rất là sợ luôn. Không có gì phải sợ đó. Ở đây mấy em fan cũng đi học giống Su mà. Không lẽ giờ mấy em fan sợ là mấy em phải thanh ngủ. Ai? Sao bữa giờ liếm hoài vậy định hả? Ai bà do cho trốn trong đó, làm sao mà chui vô đó được? Thì nè anh, Bông nhảy trong trên đây nhảy lên. Xong rồi Bông nắm áo chị Hiền Bông kéo lên đây. Xong rồi Bông phải ở nó. Cả nhà ơi, để thầy thử thầy Su chui vô thầy chui được không? Không phải. Đây cả nhà, anh xin nghĩ, cả nhà nghĩ đi. Cái chân của Bông á, nó chút xíu vậy, làm sao mà Bông lên được? Chắc chắn là nhờ sự chỉ giúp của Su rồi. Rồi chị giúp sao? Thầy nói thầy nói thầy giúp sao? Thầy làm thì sao? Su làm sao? Giờ nha. Rồi nhà sao? Là sao? Su sẽ đứng dài. Đứng đây. Rồi ok rồi Bông. Rồi Bông sẽ đem lên lưng Su và Bông nhảy lên đây. Rồi Bông nhảy lên đây rồi sao nữa? Bông áo sẽ nhíu áo chị Hiền để Bông nhảy lên đây và Bông nhảy xuống. Oh. Đây nè cả nhà. Cả nhà ơi. Đây chính là hung thủ. Hung thủ mày bữa giờ lên dụng, bữa giờ thấy cả nhà. Thảo nói với lại Su với Bông á. Cúp học đi, nghỉ học đi. Đâu có. Đúng không? Chứ bây giờ Thảo coi cô nói chịu lắm đúng không? Bô ly. Chứ bây giờ cả nhà nghỉ đi. Im lặng. Tắt đi ai, bấm vô lại lần. Chứ bây giờ cả nhà nghỉ đi, làm sao mà em Su với Bông có thể chui lên hai cái chỗ cao được, trong khi rất là ngắn luôn. Trừ khi mà Thảo á là người giúp đỡ. Bây giờ Thảo ẩm, Thảo mới mau lên. Thảo mới mau lên. Rồi Thảo bỏ cho anh coi. Đi nè. Thảo bỏ vô. Thấy chưa? Rồi Thảo ẩm em Su đi. Rồi Thảo bỏ nó coi coi. Cả nhà ơi, đây nè, đây đứa đó. À, hung thủ là ai nè cả nhà? Đây, hung thủ là biết Thảo. Cả nhà ơi, bữa giờ xin nghi ngờ rồi. Tại sao mà bữa giờ biết Thảo cứ lên đây thân mặt lại em Su với Bông? Để làm gì? Chắc là rỉ ta nhau. Nghỉ học đi. Cả nhà biết không, hôm nay là biết Thảo được nghỉ. Mà biết Thảo ở nhà biết Thảo buồn quá. Đó, nên biết Thảo không biết chơi với ai hết. Nên biết Thảo mới rủ Su Bông nghỉ đúng không? Không. Bây giờ có nhận không? Em không làm gì hết. Cho bây giờ chơi ngậm cái cây đi. Bây giờ không nhận thì anh sẽ dùng biện pháp mạnh. Bây giờ sao? Thì... Thục liệt. Thấy không? Bông kêu lại. Khai đi. Thì nghỉ
Thảo một ngày có sao đâu. À thấy chưa, bây giờ Thảo có thú nhận là Thảo Thảo dẫn Su Bông lên đây để nghỉ học không? Em thật ra em không có dẫn Su Bông lên đây đâu. Là Su Bông tự lên, Su Bông tìm đến em, Su Bông kêu là giúp thôi. Em chỉ giúp một phần thôi chứ không phải là dẫn Su Bông nghỉ học. Thảo đừng có xạo, hồi nãy chị nghe Thảo kêu là bây giờ không nghỉ học là không được. Xong rồi Thảo đem Su Bông, Thảo giấu được ai, Thảo đâu không nghỉ học đâu. Thảo biết không? Thảo đừng có xạo. Ok nha, hôm nay á nha, nói chung là khi phát hiện ra rồi thì nên tha cho. Nhưng mà bữa sau là không được nghỉ học nha. Phải đi học đúng giờ đúng giấc để mình có kiến thức, mình xây dựng tổ quốc, giúp đỡ mọi người, điều tra phá án, phát triển cơm suối lợn, biết chưa? Ok, bắt tay rồi. Ok, với bài cũng như Su Bông và anh Sen nha. Đó, ok. Sao mày cấp học vậy? Có rồi.